Và trước tiên thì rất mong tất cả quý vị dành một tràng pháo tay cho sự hiện diện của tất cả quý vị có mặt tại đây được không ạ? Vâng, quý vị rất nhiều. Thưa tất cả quý vị, cũng xin được phép chia sẻ một chút về vai trò của Mạnh Thắng khi mà ở sân khấu này. Hôm nay thì không phải R Cộng thuê Mạnh Thắng đến đây với vai trò là một người dẫn chương trình, mà chia sẻ với quý vị một chút. Mạnh Thắng và bạn Quỳnh là những người bạn học cấp 3. Và ngày hôm nay thì có mặt tại đây giống như là một cái lời chúc mừng dành cho người bạn của mình. Trong số những anh em ngày xưa mà học cấp 3 cùng với nhau thì Quỳnh hiện nay đang ở top đầu rồi. Nên là rất muốn ngày hôm nay có mặt tại đây để một lần nữa gửi một lời chúc mừng cho người bạn của mình cũng như là R Cộng với hành trình 13 năm. Hôm nay chúng ta có mặt tại đây để một lần nữa nói những lời chúc mừng dành cho Quỳnh cũng như là tập thể của R Cộng với hành trình 13 năm phát triển. Và đặc biệt là chúng ta một lát nữa cũng sẽ mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng đi vào trong showroom để cùng chiêm ngưỡng một cái bộ sưu tập mới. Và đây chỉ là version 1 thôi, sẽ còn rất nhiều những cái phần gợi mở tiếp theo mà một lát nữa sẽ được chính CEO của R Cộng, bạn Quỳnh sẽ lên trên này chia sẻ với tất cả mọi người. Thưa quý vị, 13 năm đã trôi qua, đây là một hành trình rất dài của R Cộng và những cộng sự, những anh em ở trong team để có thể kiến tạo, xây dựng lên một không gian sống sang trọng. Và có mặt tại đây, chúng tôi biết rằng còn có những người anh em, bạn bè, những người thầy, những người đồng nghiệp, những người đồng đội đã gắn bó với R Cộng trong suốt 13 năm qua. Và chúng tôi cũng xin được một lần nữa giới thiệu về phía nội thất R Cộng có anh Hoàng Tiến Quỳnh, kiến trúc sư CEO của R Cộng ạ. Xin được giới thiệu anh Hoàng Tiến Thành, Hà Ngọc Hoàng, giám đốc sản xuất của R Cộng ạ. Xin giới thiệu anh Lê Thanh Tùng, giám đốc thiết kế ạ. Giới thiệu đến anh nào, bởi vì ở đây chúng ta đang gian của gia đình, thế nên là cứ đến ai mà người vui lòng giơ tay lên để chúng ta có thể biết mặt nhau một chút ạ. Và xin được giới thiệu anh Phạm Duy Bình là giám đốc vận hành ạ. Và ngày hôm nay về phía những vị khách mời hết sức đặc biệt, chúng tôi cũng xin được giới thiệu
sự có mặt của thầy Vương Hải Long, trưởng khoa kiến trúc Đại học Kiến trúc Hà Nội ạ. Xin được trân trọng giới thiệu thầy Vũ Đức Hoàng, phó trưởng phòng đào tạo Đại học Kiến trúc Hà Nội. Xin được trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Long Hưng, trưởng ngành Digital Art, khoa kiến trúc mỹ thuật Đại học Hữu Tech Thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng xin được nhiệt liệt chào đón tất cả quý vị đang có mặt tại đây, là những đối tác, là những người bạn đồng hành, là những người bạn học của Quỳnh đã có mặt tại đây, như chúng tôi đã nói, để chúc mừng hành trình 13 năm của R Cộng cũng như ra mắt bộ sưu tập mới. Một lần nữa xin được chào đón tất cả quý vị. Như chúng tôi cũng đã vừa chia sẻ, câu chuyện về sự hình thành và phát triển của R Cộng nó là một câu chuyện rất dài. Một lát nữa thì có lẽ chúng ta sẽ có thời gian để ngồi cạnh nhau để chia sẻ kỹ hơn. Nhưng để tổng quan về hành trình đó, những thành tựu đã đạt được của R Cộng trong suốt 13 năm qua, thì ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng hướng mắt lên phía màn hình lớn ở phía sau để chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn phim ngắn sau đây ạ. Xin mời quý vị. Sang trọng, đẳng cấp, khác biệt. R Cộng, chuyên gia kiến tạo không gian cao cấp nội thất gỗ óc chó. Để có được thành công như ngày hôm nay, đầu tiên phải nhắc đến đội ngũ nhân sự. Đứng đầu là kiến trúc sư Hoàng Tiến Quỳnh, CEO của R Cộng. Với gần 20 năm kinh nghiệm trong thiết kế thi công kiến trúc nội thất, anh đã thổi hồn vào từng ngôi nhà và đưa ra những giải pháp xử lý không gian độc đáo. R Cộng sở hữu đội ngũ thiết kế tài năng, nhiệt huyết, những công trình ấn tượng được tạo dựng từ tinh thần sáng tạo không ngừng của đội ngũ kiến trúc sư kết hợp với sự tài hoa của các nghệ nhân gỗ giàu kinh nghiệm. Sự tỉ mỉ, tinh tế trong từng đường nét, chi tiết của sản phẩm là yếu tố then chốt giúp R Cộng nhanh chóng tạo được dấu ấn và vị thế riêng trong thị trường thiết kế thi công nội thất gỗ óc chó cao cấp. Bên cạnh đó, xưởng sản xuất nội thất của R Cộng có quy mô 3.800 m², được trang bị hệ thống máy móc với công nghệ tiên tiến cùng quy trình sản xuất chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế. Đội ngũ nghệ nhân chế tác lành nghề, am hiểu về chất liệu gỗ óc chó đã thổi hồn biến những tác phẩm từ ý tưởng thiết kế thành sản phẩm thực tế hoàn hảo, tinh tế, góp phần tạo nên giá trị đẳng cấp sang trọng cho từng không gian sống, mang lại những trải nghiệm sống khác biệt. Ra mắt showroom ấn tượng tại Hà Nội vào năm 2019 là một trong những thương hiệu đầu tiên có showroom nội thất gỗ óc chó. R Cộng hiện đã có hệ thống showroom tại cả miền Bắc và miền Nam để phục vụ nhu cầu của quý khách hàng. R Cộng tự hào là một trong những showroom nội thất gỗ óc chó độc nhất miền Bắc. 6 tầng với diện tích 800 m² cùng không gian trưng bày nội thất 5 sao. Mỗi tầng mang một phong cách riêng đem đến trải nghiệm chân thực như chính ngôi nhà của quý khách. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, R Cộng còn đồng hành tài trợ một số giải thưởng cho thế hệ kiến trúc sư tương lai. Các hoạt động thiện nguyện chung tay chia sẻ với cộng đồng. Hoạt động ngoại khóa của doanh nghiệp tạo sự kết nối, nâng cao tinh thần đoàn kết và cảm hứng sáng tạo của đội ngũ nhân viên công ty. Thương hiệu nội thất R Cộng đã được khẳng định trong những không gian xứng tầm đẳng cấp tại các biệt thự của Vinhome, Eco Park, Park City, Star Lake và khắp các tỉnh thành cả nước. Tổng thể tạo nên khác biệt. Thiết kế tạo cảm hứng. Phong cách sống thượng lưu. Mang không gian vào từng ngôi nhà. Nhà không chỉ là nơi để về mà còn là nơi để tận hưởng cuộc sống. Vâng, thưa quý vị, nhà không phải là nơi để về mà là nơi để chúng ta tận hưởng cuộc sống. Chúng tôi tin rằng trong suốt 13 năm qua, với những công trình, với những sản phẩm của R Cộng đã mang đến cho những không gian của các ngôi nhà ở trên khắp Việt Nam những sự sang trọng, đẳng cấp, và đặc biệt nó mang đến một cái cảm giác ấm áp mỗi khi mà chúng ta kết thúc một ngày làm việc, quay trở về nhà, được đắm mình trong không gian của gia đình. Và để có thể bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay cũng như chia sẻ rõ hơn với tất cả quý vị đang có mặt tại đây, thì chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón thuyền trưởng của R Cộng. Xin mời kiến trúc sư Hoàng Tiến Quỳnh ạ.
Kính thưa các thầy giáo, kính thưa quý vị cùng toàn thể cán bộ nhân sự của R Cộng ngày hôm nay. Tôi tên là Hoàng Tiến Quỳnh, tổng giám đốc của công ty cổ phần nội thất R Cộng. Xin phép thay mặt tập thể ban lãnh đạo công ty cũng như là cán bộ công nhân viên công ty xin gửi lời chào, lời tri ân đến toàn thể các quý vị đã có mặt ngày hôm nay để ủng hộ R Cộng. Nhân 13 năm cái thương hiệu R Cộng được ra đời, cũng như là cái ngày ghi dấu ấn bộ sưu tập Be Unique version 1 ngày hôm nay. Dạ, xin cảm ơn. Sự kiện ngày hôm nay thì thực sự nó là cái dấu ấn quan trọng cho công ty của công ty chúng tôi, vì nó là cái dấu ấn ghi dấu suốt một thập kỷ qua bởi sự cố gắng của cả một tập thể, đội ngũ cán bộ công nhân viên cũng như là đội ngũ sáng tạo chúng tôi luôn luôn không ngừng phát triển, luôn đẩy mạnh cái chất lượng dịch vụ cũng như là sáng tạo không ngừng trong từng cái sản phẩm. Để đến ngày hôm nay thì R Cộng là một trong những thương hiệu đứng đầu về dòng gỗ mảng thiết kế, tư vấn thiết kế và thi công nội thất gỗ óc chó. Nói về bộ sưu tập Be Unique 2023 thì đây là một cái dấu ấn ghi dấu thực sự là rõ ràng của đội ngũ, khi mà nó thể hiện cái ý tưởng xuyên suốt từ cái đường nét của logo R Cộng phối hợp và kết hợp tạo hình ra cái sản phẩm, cũng như là cái đường nét của sản phẩm nó có sự khác biệt và cái dấu ấn của R Cộng song hành, và để tạo ra cho một cái thị trường những cái sản phẩm mang một cái thương hiệu riêng của R Cộng ngày hôm nay. Và thực sự là nằm ở trong top đầu cũng là thương hiệu hàng đầu về thiết kế và thi công nội thất gỗ óc chó, thì R Cộng tự tin và sắp tới vào tháng 5 sẽ khai trương showroom trong thành phố Hồ Chí Minh, thì sẽ là khẳng định là đơn vị duy nhất trong lĩnh vực này là có showroom hiện diện ở hai thành phố lớn nhất của Việt Nam, đó là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đây thì xin mời mọi người hướng về màn hình để ngắm nhìn cái sản phẩm mà tập thể chúng tôi xây dựng lên. Xin mời mọi người. Tháng 5 tới sẽ là cái ngày mà R Cộng đánh dấu cái dấu ấn của mình ở khu vực phía Nam. Và sau đây mời quý vị cũng theo dõi một vài cái đường nét của bộ sưu tập gọi là version 2, cũng là full version của bộ sưu tập Be Unique 2023. Xin mời. Thank you.
Chúng tôi không chỉ tạo ra những sản phẩm với năng lực sáng tạo rất là cao, mà chúng tôi còn tạo ra được những cái giá trị cũng như là cái dịch vụ trải nghiệm, chuỗi dịch vụ trải nghiệm cho khách hàng khi mà đến với R Cộng, từ thiết kế đến thi công và sau khi bàn giao công trình. Và Showroom Sài Gòn sẽ là một cái địa chỉ để quý vị có thể trải nghiệm, có thể được gọi là thấy cái sản phẩm tương lai của gia đình mình ở tại đó. Và chúng tôi tin chắc rằng đó là một cái trải nghiệm vô cùng thú vị dành cho quý khách hàng trong giai đoạn sắp tới. Và cũng thay mặt toàn thể cán bộ công nhân viên của R Cộng, một lần nữa xin gửi lời chào, lời cảm ơn, lời tri ân đến toàn bộ quý vị đã ngày hôm nay đã dành thời gian đến cùng chung vui với R Cộng để ghi những cái dấu ấn với bộ sưu tập mới 2023 Be Unique Version 1, Version 2 và 13 năm thương hiệu của R Cộng. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ạ. Vâng, thưa tất cả quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nghe Quỳnh chia sẻ một chút về bộ sưu tập Be Unique Version 1. Một lát nữa thì mọi người có thể, quý vị có thể lên trên tầng 3, 4, 5 để có thể là theo dõi phần 1 của bộ sưu tập này. Và đến ngày 13 tháng 5, chúng ta cũng sẽ có một chương trình ra mắt showroom đồ gỗ nội thất óc chó lớn nhất tại khu vực phía Nam. Và lúc đó thì chúng ta sẽ cùng đến với gọi là full version. Tất cả những cái sản phẩm đẹp nhất, chất lượng nhất của bộ sưu tập này sẽ có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh vào giữa tháng 5. Và bây giờ, thưa tất cả quý vị, có một phần rất là đặc biệt nữa mà chương trình cũng muốn mời tất cả quý vị cùng tham gia. Trong hành trình 13 năm vừa qua thì R Cộng cũng đã nhận được rất nhiều những tình cảm, đặc biệt đó là sự hỗ trợ của những người thầy, những người bạn, những đối tác để có được sự thành công của R Cộng ngày hôm nay. Sau đây thì chúng tôi cũng xin được mời lên sân khấu những quý vị, những người cũng đã gắn bó, cộng tác, đồng hành với R Cộng trong suốt hơn 13 năm qua. Và đầu tiên, chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu, đó là những người thầy, những người đã dìu dắt và vẽ những cái bước đi đầu tiên cho kiến trúc sư Hoàng Tiến Quỳnh, cũng như là sự hình thành của R Cộng sau này. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu thầy Vương Hải Long, trưởng khoa kiến trúc, Đại học Kiến trúc Hà Nội. Xin kính mời thầy Vũ Đức Hoàng, Phó trưởng phòng đào tạo Đại học Kiến trúc Hà Nội. Xin mời lên sân khấu thầy Nguyễn Long Hưng, trưởng ngành Digital Art khoa Kiến trúc Mỹ thuật Đại học UTech Thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng xin được mời kiến trúc sư Hoàng Tiến Quỳnh sẽ lên sân khấu để gửi tặng những kỷ niệm chương dành cho những nhân vật hết sức đặc biệt đã đồng hành, gắn bó và hỗ trợ cho cá nhân Quỳnh cũng như R Cộng trong suốt thời gian vừa qua. Chúng tôi rất mong tất cả quý vị cùng dành một tràng pháo tay dành cho những tình cảm rất đặc biệt từ một người cựu sinh viên của kiến trúc Hà Nội đã dành cho những người thầy của mình ạ. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn các thầy ạ. Và xin mời Quỳnh sẽ ở lại sân khấu để chúng ta sẽ cùng tiếp tục gửi tặng những cái món quà hết sức đặc biệt dành cho những người đặc biệt tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bên cạnh những người thầy đã dìu dắt, dạy dỗ và mang đến những cái nét bút đầu tiên của kiến trúc sư Hoàng Tiến Quỳnh thì chúng ta không thể không nhắc đến đó là sự đồng hành của những đối tác, của những bạn hàng, của những đồng nghiệp đã hỗ trợ đồng hành trong suốt hơn 13 năm qua. Và chúng tôi cũng xin được mời lên sân khấu anh Chu Ngọc Cường, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Investing Việt Nam. Xin mời anh Lê Nam, Founder của Vietmode. Xin mời anh Lê Duy Hiếu, Tổng Giám đốc của THN Thăng Long. Xin mời chị Nguyễn Thu Hiền, khách hàng thân thiết của R Cộng. Xin mời anh Hoàng Mạnh Hùng, CEO Sofa. Xin mời anh Lê Quang Đại, Giám đốc kinh doanh của Elite Lighting. Xin mời anh Đào Xuân Nam, CEO của Hinaco Smart Home. Và đặc biệt, xin mời chuyên gia trải nghiệm cuộc sống thượng lưu. Xin mời anh Hoàng Đức, Founder Nhà To.
Như chúng tôi đã nói ngày hôm nay thì ở đây không chỉ là những đồng đội tại R Cộng, không chỉ là những đối tác khách hàng thân thiết, không chỉ là những người thầy, mà còn là những người mà đã cùng đồng hành với Hoàng Tiến Quỳnh cũng như R Cộng trong suốt một chặng đường hơn một thập kỷ vừa qua. Ngày hôm nay chúng ta có mặt tại đây để một lần nữa nói lời chúc mừng lễ kỷ niệm 13 năm thành lập cũng như ra mắt bộ sưu tập mới Be Unique 2023 version 1 ạ. Một tràng vỗ tay thật lớn dành cho những vị khách mời đặc biệt của chúng tôi ạ. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các anh chị. Vâng, thưa cả quý vị, bên cạnh những tình cảm mà Quỳnh muốn gửi tặng cho tất cả quý vị trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi cũng rất muốn được trò chuyện, lắng nghe đôi lời chia sẻ của những vị khách đặc biệt đã xuất hiện trong chương trình tối nay. Và đầu tiên thì xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu thầy Vũ Đức Hoàng, Phó trưởng phòng đào tạo Đại học Kiến trúc Hà Nội, cũng có thể lên chia sẻ đôi điều cũng như gửi lời chúc mừng đến cho người học trò của mình ạ. Xin mời thầy ạ. Vâng, đầu tiên tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Vũ Đức Hoàng, nguyên là phó khoa kiến trúc của Đại học Kiến trúc Hà Nội, vừa mới chuyển sang làm phó khoa đào tạo. Thì rất là vinh dự cho tôi hôm nay được có mặt ở đây để cùng tham dự với cả Hoàng Tuấn Quỳnh cái lễ kỷ niệm 13 năm thành lập công ty cũng như là ra phát sản phẩm mới. Đầu tiên là xin cho tôi gửi lời chào và lời cảm ơn đến tất cả các quý vị có mặt ngày hôm nay ạ. Vâng, biết Quỳnh từ khi Quỳnh còn đang ngồi ở ghế nhà trường cho đến khi mà Quỳnh ra trường cũng như là trong quá trình công tác của Quỳnh thì chúng tôi thực ra cũng quan sát và theo dõi Quỳnh thôi. Thì từ khi ra trường, Quỳnh cũng đã trải qua rất nhiều khó khăn. Với 13 năm thành lập của R Cộng này, đấy là một chặng đường tuy là cũng không phải là quá dài nhưng là cũng là một nỗ lực của Quỳnh trong suốt 13 năm đấy. Tôi cũng đã từng là theo dõi và quan sát Quỳnh. Có những cái giai đoạn là Quỳnh cũng rất là vất vả. Nhưng mà vượt lên những cái vất vả đấy là cái sự sáng tạo không ngừng cũng như cái nỗ lực không ngừng của bản thân Quỳnh cũng như đội ngũ của R Cộng. Và thật sự là một niềm tự hào và vinh dự cũng như là có đôi chút là kiêu hãnh của chúng tôi có mặt ngày hôm nay khi mà R Cộng đã phát triển đến như thế này. Và R Cộng hiện nay thì không những là chỉ phát triển ở các khu vực phía Bắc mà đang dần dần tiến vào những khu vực phía Nam. Và tôi mong rằng là R Cộng sẽ ngày càng phát triển là phủ hết toàn quốc. Cũng là một trong những cái điều mà chúng tôi rất là hãnh diện là Quỳnh lại là cựu sinh viên của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Và cũng ngoài cái việc mà Quỳnh tham gia các công tác về xã hội ra thì Quỳnh cũng là một trong những người mà hỗ trợ rất nhiều cho các thầy trong trường trong cái quá trình đào tạo các thế hệ kiến trúc sư phía sau của Quỳnh, đa đàn em của Quỳnh. Từ cái việc mà Quỳnh hỗ trợ cho những cái giải thưởng cho sinh viên cho đến là tiếp nhận những cái sinh viên trong trường sau khi đã tốt nghiệp, hướng dẫn các em. Và Quỳnh thật sự là một tấm gương để cho các em nỗ lực hơn, cố gắng hơn và sẽ thành công hơn. Và một lần nữa, thay mặt cho các thầy giáo, tôi xin kính chúc sức khỏe của các quý vị đại biểu và đặc biệt là chúc R Cộng ngày càng phát triển, mang lại thật nhiều như cái sáng tạo cũng như là những cái sản phẩm thật tốt cho xã hội. Và cũng là một cái niềm vinh dự và kiêu hãnh của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Vâng ạ, xin được cảm ơn thầy ạ. Vâng, thưa tất cả quý vị, vừa rồi chúng ta cũng đã nghe những cái lời chia sẻ và đó cũng là điều tự hào của các thầy tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội khi mà ngày hôm nay được đến đây để chúc mừng những người học trò của mình cũng đã có những cái sự thành công rất là tuyệt vời. Như thầy cũng đã chia sẻ là 13 năm vừa qua không phải là 13 năm trải đầy hoa hồng mà cá nhân của Hoàng Tiến Quỳnh cũng đã trải qua rất nhiều những cái giai đoạn thăng trầm khác nhau. Nhưng ngày hôm nay chúng ta có mặt tại đây, ngay tại một cái showroom tại Hà Nội và để nói lời chúc mừng cũng như là để bắt đầu một cái showroom mới sắp ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là một sự kiện hết sức đặc biệt. Và bây giờ thì bên cạnh những người đã từng díu dắt Hoàng Tiến Quỳnh thì chúng tôi cũng muốn lắng nghe những cái lời chia sẻ từ chính những người đã sử dụng những cái sản phẩm của R Cộng. Chúng tôi cũng xin được phép mời lên sân khấu chị Nguyễn Thu Hiền, một khách hàng thân thiết của R Cộng cũng sẽ có đôi điều chia sẻ với tất cả quý vị trong tối ngày hôm nay ạ. Xin mời chị Hiền ạ.
Vâng, trước tiên thì có thể là làm quen một chút ạ. Hiện nay thì chị Hiền là đang công tác ở lĩnh vực gì ạ? Lĩnh vực về thiết bị an ninh. Thiết bị an ninh, vâng ạ. Tức là trộm không có cửa vào nhà mình đúng không ạ? Ok, yeah. Vâng, không biết là chị biết đến R Cộng lâu chưa ạ? Và lần đầu tiên chị biết đến R Cộng là qua lời giới thiệu hay là mình tự tìm kiếm thông tin ở trên tự tìm kiếm thông tin và chọn đến đây ạ? Mình tự tìm thông tin trên mạng. Yeah. Yeah. Vâng. Cũng có xem một số sản phẩm của nhà to à, biết đến. Dạ vâng ạ, nhờ anh Đức mà biết đến anh Quỳnh. Đúng rồi. Vâng ạ. Không biết là hôm nay có mặt tại đây với vai trò là một khách hàng thân thiết của R Cộng thì không biết là chị muốn chia sẻ điều gì với tất cả quý vị đang có mặt tại đây ạ? Kính thưa quý vị, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Nguyễn Thu Hiền, là một trong những khách hàng của R Cộng. Thì nhân buổi lễ kỷ niệm hôm nay thì tôi rất là vinh dự được đứng lên đây phát biểu và cũng... Run quá. Không sao, mình có thể sửa tài liệu, không sao cả. Hãy cứ chia sẻ, khi mà chị biết đến R Cộng, biết đến cá nhân của anh Quỳnh đi, thì cái ấn tượng đầu tiên về anh Quỳnh là gì đối với chị? Về phong cách làm việc rất là chỉn chu, rất là chu đáo. Và mình rất cảm ơn Quỳnh cũng như đội ngũ R Cộng ấy, đã giúp mình hoàn thiện được cái ngôi nhà rất là hoàn hảo đến từng chi tiết. Wow, yeah. Một tràng pháo tay thật lớn cho điều này ạ. Và nhân tiện đây thì mình cũng xin gửi lời chúc tới R Cộng nhân ngày thành lập 13 năm thành lập công ty cũng như là lễ ra mắt bộ sưu tập mới. Chúc cho R Cộng luôn luôn phát triển và giữ cái vị trí hàng đầu trong cái ngành thi công, thiết kế thi công kiến trúc nội thất của óc chó này. Và cũng rất mong là công ty về thiết bị an ninh của nhà mình ngày càng phát triển để sắp tới mình sẽ có trọn vẹn cái bộ sưu tập B-Unit version 2 của R Cộng chị nhá. Rồi ạ, một tràng tay cảm ơn chị Hiền ạ. Cảm ơn chị. Thưa tất cả quý vị, và để cho R Cộng ngày càng lan tỏa hơn nữa tới nhiều khách hàng và là những người thầy, người bạn, đồng nghiệp, đối tác R Cộng thì chúng tôi rất mong tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến đây để chứng kiến cái giây phút rất là trọng đại, đó là lễ kỷ niệm 13 năm thành lập R Cộng. Sau đây thì chúng tôi xin được mời CEO của R Cộng và kiến trúc sư Hoàng Tiến Quỳnh cũng như các nhân viên đại diện cho tập thể R Cộng, chúng ta sẽ cùng lên sân khấu để chuẩn bị đến với một nghi thức rất là đặc biệt ạ. Xin mời mọi người ạ. Vâng, thưa tất cả quý vị, bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một cái nghi thức đặc biệt khi mà CEO của R Cộng Hoàng Tiến Quỳnh sẽ cắt bánh. Chúng ta đồng nghĩa việc là sẽ bước sang một cái giai đoạn mới phát triển thành hôn nữa của R Cộng. Rất mong tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng nhau đếm ngược từ 5 để có thể là Quỳnh bắt đầu cắt bánh như không ạ? Mọi người sẵn sàng không ạ? Rồi ạ, chúng ta bắt đầu đếm từ 5 ạ. 5 3 2 1 Yeah. Và thưa tất cả quý vị, như vậy là R Cộng sẽ bước sang một giai đoạn mới thật nhiều thành công. Và ngày hôm nay chúng tôi rất là cảm ơn tất cả quý vị khi mà đã có mặt tại đây để chứng kiến giây phút rất là đặc biệt này. Bộ sưu tập mới B-Unit 2023 version 1 được trưng bày tại showroom Hà Nội, và version 2 sẽ được trưng bày tại showroom tại Thành phố Hồ Chí Minh vào giữa tháng 5. Và chúng tôi hy vọng là cũng sẽ tiếp tục được đón nhận sự có mặt của tất cả quý vị vào ở đó. Và bây giờ ạ, có lẽ là sẽ là một lời chào, lời cảm ơn của R Cộng dành cho tất cả quý vị ạ. Xin mời. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Và bây giờ thì chúng tôi cũng xin được mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lên trên sân khấu để cùng chụp ảnh với bạn Quỳnh cũng như là đội ngũ nhân viên của R Cộng. Và sau đó thì xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng di chuyển lên phía khu vực các tầng showroom của R Cộng để cùng tham quan bộ sưu tập mới ạ. Trước tiên thì xin mời các thầy ạ. Xin mời các thầy sẽ cùng lên trên sân khấu để chụp ảnh cùng với đại diện của R Cộng ạ.
Vâng ạ, xin nhờ các thầy ở lại sân khấu và chúng tôi xin mời các đối tác và các đồng nghiệp ạ. Trong những người mà vừa lên nhận kỷ niệm chương đấy ạ, xin mời các anh chị một lần nữa chúng ta sẽ cùng di chuyển lên sân khấu ạ, để chúng ta sẽ cùng chụp thêm một tấm ảnh tập thể trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Xin được mời lên sân khấu anh Chu Ngọc Cường, anh Lê Nam, anh Lê Duy Hiếu, chị Thu Hiền, anh Mạnh Hùng, anh Quang Đại, anh Xuân Nam và anh Hoàng Đức ạ. Xin mời các anh chị chúng ta sẽ một lần nữa quay trở lại sân khấu để cùng lưu giữ lại những bức hình cùng với nhau ạ. Cảm ơn tất cả quý vị. Mọi người có thể di chuyển sang bên tay trái của mình một chút ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn quý vị. Trước khi mà đi tham quan showroom thì chúng tôi vẫn muốn mời tất cả quý vị một lần nữa chúng ta sẽ đắm mình trong không gian của âm nhạc. Và hãy cùng đến với Cảm ơn tình yêu. Và một lần nữa hãy cùng dành một chào tay để cùng chào đón phần quay trở lại sân khấu của ca sĩ Nguyệt Nguyễn, The Voice. Xin mời âm nhạc ạ.
và một ca khúc kế tiếp xin phép gửi tặng tới tất cả quý vị, một sáng tác được mang tên bài Tango cho em, xin quý vị cùng lắng nghe. Từng ngày có anh về, nhà mình toàn ánh trăng thề. Dòng nhạc tình đang tan lâu, tuôn trào ngọt ngào như dòng suối. Em yêu phố ban đầu, đêm nghiêng nghiêng dáng em sầu. Trong mắt em buồn về máu, anh ơi có khi nào lần gặp đây cho mai sau. Tiếng đàn hòa êm mai, nhịp bước em thêm là lớn, cùng điệu đàn buồn chơi vơi đôi tâm hồn riêng thế giới. Mình dịu sát đi anh để nghe làn hơi cháy trong tim nồng nàn, tiếc thương chi trời rộng thế vương vấn để rồi một đời cứ mang. Giờ mình ôm nhau rồi, đời đẹp vì tiếng anh cười. Vượt ngàn trùng qua bên khơi, dắt diều cùng về căn nhà mới. Đã xây vách chung tình, nhiều trống gai có xin cảm ơn đời còn nhau, xin ghi phút ban đầu bằng bài tango cho quý vị đã dành cho phần biểu diễn vừa rồi. Và bây giờ ạ, xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng di chuyển vào bên trong showroom để cùng lần lượt đến với những cái điều bất ngờ và tuyệt vời của bộ sưu tập Be Unique Version 1 sẽ mang đến cho quý vị trong buổi tối ngày hôm nay ạ.
Cảm ơn tất cả quý vị một lần nữa đã dành thời gian để có mặt tới sự kiện chúc mừng 13 năm thành lập R Cộng cũng như là ra mắt bộ sưu tập mới ạ. Và bây giờ thì kính chúc tất cả quý vị chúng ta sẽ có một cái quãng thời gian thật thư giãn và thoải mái khi mà tham quan bộ sưu tập mới ạ. Cảm ơn tất cả quý vị ạ. Một tràng pháo tay thật lớn lần cuối được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Xin mời mọi người ạ.